rồi giờ cứ chỗ đậu xe các bạn. Có kiếm chỗ đậu xe căng lắm nha các bạn. Đi thành phố mà kiếm cái chỗ đậu xe gặp cái nhà quán này quá của quận Bình Thạnh các bạn, trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh. Thì ở đây ta cũng tận dụng cho gửi xe ô tô rồi ta kiếm thêm cái bãi này rất rộng các bạn. Khi mà các bạn đi thành phố thì nếu mà lạ chỗ thì các bạn hỏi ở những cái chỗ mà gửi xe mà nó bị quá tải, người ta sẽ chỉ là mình biết cái điểm mình gửi. Còn như mình đi quen thì mình biết cái điểm nào đó thì mình gửi các bạn. Nói chung là ở Sài Gòn này gửi xe ô tô cũng khó khăn, tại vì nó ít có cái bãi gửi.
Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có cái công việc mình đi Sài Gòn các bạn. Thì hôm nay mình lái ô tô đi quận Bình Thạnh. Thì hôm nay mình có cái clip chia sẻ với một bạn xem đài, cái yêu cầu mình đó là làm cái clip và nói về những cái lỗi thường gặp của những cái tài mới các bạn, những cái bạn mà mới lấy bằng lái xe ô tô á. Thì sẵn dịp hôm nay mình đi thì mình cũng sẽ có đôi lời chia sẻ, chứ nếu mà mình làm cái clip mà nói cặn kẽ những cái lỗi đó thì cũng rất là khó các bạn. Mình không phải là chuyên về làm clip mà dạy lái xe. Thì những cái đường nào mình đi mình đánh rỗi, mình quay clip mình làm kỷ niệm, mình chia sẻ cho vui vậy thôi, chứ thật ra mình không phải là chuyên về làm clip lái xe. Thì do đó các bạn cũng thông cảm. Thì nói chung á, những bạn mà mới lấy bằng lái á, thì nếu mà nói về những cái lỗi thường gặp thì rất là nhiều, nhưng mà đa số là những cái lỗi vặt không các bạn, những cái lỗi lặt vặt thường gặp thôi, chứ cũng không phải là quan trọng lắm. Lý do là các bạn mới lấy bằng thì do các bạn tập trung lái xe, các bạn thiếu quan sát. Thì những cái lỗi đó thường xảy ra như sau, là các bạn đi như là ở trong thành phố, là do xe mật độ mà lưu thông nó quá đông á, thì các bạn lo tập trung nhìn phía trước để các bạn tránh xe. Thì những cái bảng biển báo giao thông á, các bạn ít có quan sát, ít có để ý dòm, do đó là nhiều khi các bạn chạy không nhìn được cái bảng hướng dẫn á, thì nó sẽ xảy ra những cái lỗi là mình đi sai làn đường, hoặc là mình đi không đúng đó các bạn. Thì ở thành phố Sài Gòn hay là những thành phố khác á, bây giờ thì nó có những cái vạch kẻ đường, nó chia làn đường cho xe chạy. Thì khác với xe máy các bạn, mình đi xe ô tô thì mình phải chạy đúng cái lane, cái làn của mình. Chẳng hạn như các bạn qua những cái ngã rẽ, ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó, thì thường nó có những cái lane để cho mình dừng cái đèn đỏ, là lane là đi thẳng, là nó nằm ở giữa. Còn mấy bên trái nó có cái lane là rẽ trái, hoặc là có thêm một cái lane rẽ phải nếu mà đường ba lane. Thì các bạn lo tập trung, các bạn chạy cái lane bên trái, thì khi tới ngã tư các bạn không có nhìn ở xuống mặt đường, thấy cái nó có những cái mũi tên nó hướng dẫn mình đó, thì các bạn là tới đậu ngay cái ngã tư đèn đỏ. Các bạn chờ cái đèn đỏ thì các bạn đậu ngay cái lane rẽ trái của người ta. Thì cái lane rẽ trái đó nó sẽ có cái đèn xanh đi trước các bạn, đi trước mình, đi trước cái làn giữa. Trên những quốc lộ 1A mà đoạn gần cái trung tâm thành phố đó các bạn, nó cũng có nhiều cái lên vậy. Hoặc là cái đường Trường Chinh, cái đường lớn như Phạm Văn Đồng rồi đó, thì nó sẽ có nhiều cái lên đó, thì nó sẽ chia ra. Thì mình đậu như vậy là mình cản trở những cái xe người ta rẽ trái các bạn. Khi cái lên rẽ trái nó đèn xanh thì cái đèn đỏ mình đi thẳng thì nó vẫn còn, thì mình không có chạy, mình đậu, mình cản trở. Và nếu mà gặp cảnh sát giao thông người ta sẽ thổi phạt mình cái lỗi này. Rồi một số bạn mới có bằng thì do tập trung lái đó, thì mật độ xe nó đông quá đó, thì các bạn thiếu quan sát cái kính chiếu hậu. Rồi các bạn chạy sợ cái xe ngược chiều á, các bạn chưa có cân bằng được cái xe mình nó đi ở đây gần sân bay, các bạn thấy có chiếc máy bay nó xuống, các bạn đi không có sát cái lên hoài, các bạn đi giữa hoặc là đi sát cái mé bên phải, thì các bạn ép những cái xe máy, xe Honda cũng gây ra là nguy hiểm các bạn, nó cũng rất là nguy hiểm cho những người đi xe máy. Thì ở thành phố á, xe máy nó thường nó luồn lách, nó đi nó có cái khe hở nào là nó đi à, trống là nó đi, và nó hay tạt đầu xe này kia lắm. Do đó là các bạn thiếu quan sát, là nhìn gương chiếu hậu là không có thường xuyên. Đúng ra thì cái gương chiếu hậu đó các bạn phải quan sát thường xuyên, trong vòng bao nhiêu giây là các bạn phải liếc mắt bác nhìn
cái gương chiếu hậu để các bạn thấy được phía sau là bên phải bên trái của mình là xe cộ như thế nào để biết mình chạy, chứ không phải là lúc nào cũng tập trung nhìn về phía trước. Thì do các bạn lo tập trung nhìn phía trước quá nhiều thì cái lỗi nó cũng hay xảy ra, thì các bạn nên cố gắng là tập nhìn gương chiếu hậu, đồng thời là tới ngã ba ngã tư thì nhìn cái bảng hướng dẫn. Thì xe ô tô á, thì nó cũng dễ, các bạn mình thường thường chạy là được hai lane, hoặc là cái đường hỗn hợp thì mình chạy chung với xe máy. Thì ở Sài Gòn á, xe máy rất là đông thì các bạn cứ để xe máy nó chạy phía trước, mình chạy phía sau. Không nhất thiết là mình phải khi nào vắng á, thì mình mới chạy vượt qua những xe máy các bạn, chứ không phải lúc nào mình cũng lắng xe máy hết. Đó, mình cứ từ từ mình chạy. Thì những cái thành phố mà đông á, xe thì các bạn cứ nối đuôi nhau chạy thôi, thoải mái, mình thả lỏng các bạn, đừng quá tập trung. Rồi để mình nói về cái lên mà rẽ trái đó, sắp tới đây là cái đường này phía trước nè các bạn để ý nè, nó sẽ có cái lên rẽ trái trước cái xe tải màu xanh xanh đó các bạn. Thì xe mình đang đi hai lên nè, thì tới đây nó sẽ có cái ẹo, nó chia ra là ba lên, tới cái giao lộ là ngã tư nè các bạn. Thì cái lên mé bên trái á, là dành cho những cái xe người ta rẽ trái là mình không được đi, mình đi cái lên giữa các bạn. Lên trái nó có chiếc xe máy nó đậu á, nó chờ đèn nó quẹo các bạn. Thì nó chờ mình đi thẳng thì được, nhưng mà nó rẽ trái thì vẫn là còn đèn đỏ. Mà khi mình đèn đỏ thì nó là đèn xanh, do đó là mình đậu cái lên đó mình sẽ cản trở những cái xe lớn, xe tải, xe du lịch rồi đó, người ta không có rẽ trái được. Đó là cái lỗi này là thường gặp cho những cái người mới có cái bằng lái, do là tập trung phía trước nhiều quá đó các bạn. Mà khi mình gần tới giao lộ mà mình không để ý, mình lấy cái chuyển hướng xe mình về cái làn giữa thì mình chạy cứ cặp sát mé trái mình chạy, thì tới đó là mình đèn đỏ mình dừng thì mình bị cái lỗi này. Thì chẳng hạn như nhiều cái lỗi lật vật thì các bạn chạy quen một thời gian thì từ cái tay nghề mình nó sẽ nâng cao, mình lái sẽ nó cứng thôi. Chứ còn nếu mà nói lỗi cho những người mà mới có bằng thì nó rất là nhiều, mình không thể nào mà nêu hết được các bạn. Nhưng mà quan trọng nhất là các bạn chạy đúng len đúng làn là ok, chạy không vượt quá tốc độ cho phép, đặc biệt là xe ô tô là chạy phải đúng tốc độ, đoạn nào nó cho chạy bao nhiêu thì mình chạy bao nhiêu thôi, chứ không có chạy quá tốc độ các bạn. Chạy quá tốc độ thì nó sẽ gây ra là nguy hiểm, rồi nó bị phạt nữa. Chắc hẳn như là các bạn đi những cái cua mà vạch sơn nó liền với nhau á, thì các bạn không nên là kén vạch liền, là không kén lên cái vạch liền nha các bạn, chứ đừng có nói là lắng. Mình cán lên cái vạch liền đó là cũng bị phạt nữa, cũng bị vi phạm là đè vạch nữa, cái lỗi đè vạch đó các bạn. Đó thì những cái lỗi vạch là như vậy. Thì mình chạy mình tập trung sao mình nhìn cái gương chiếu hậu đó, mình có cái thân xe mình đó, nó cách cái vạch kẻ đường đó là bao nhiêu, mình biết là tự mình canh, mình thấy nó hở nhiều thì mình lấy sát ra một tí, thì mình nhìn cái capo xe của mình á, mình lấy cái điểm nào đó mình làm cái điểm tựa, thì cứ một canh đó mình chạy là mình biết cái bánh xe mình nó nằm ở vị trí nào thì ok rồi các bạn. Không có, nói chung thì cũng không có khó lắm. Thì đi thành phố á, thì các bạn thấy mật độ xe nó đông như vậy nhưng mà nó rất là an toàn, do là mình chạy chậm. Khi mà các bạn ra đường trường á, thì các bạn thấy đây là có cái xe Honda nó tạt đầu nè, nó xin nó là mình phải nhường nó thôi các bạn, chứ mình gắn lên là mình dướng, nó quẹo vậy là nó không có đúng nha các bạn, nó quẹo không có đúng.
thì mình xe camera để cho mình thấy, các bạn thấy là mình đang cầm vô lăng, chứ để nhiều khi các bạn nói là mình mượn cái clip này của ai mình nói. Thì khi mà những cái đường hỗn hợp này các bạn, thì mình cứ chạy từ từ, nối đuôi nhau chạy thôi. Thì Honda lúc nào nó cũng xe máy nó chạy phía trước rồi mình chạy phía sau. Các bạn thấy ô tô nó nối đuôi nhau chạy nè. Thì những xe máy thì nó cứ luồn lách nó đi, nó chen qua đi. Do đó thì các bạn nên chú ý cái mé bên phải của mình đó. Mình đừng có lấy sát quá các bạn. Mình lấy sát lề phải, mình sợ cái xe tải nó xuống nè, mình né nó. Thì đó, cái xe nó xuống rồi các bạn. Thì mình cứ chạy bình thường, mình đừng có lấy vô sớm. Khi mà gần tới á, thì tự nó sẽ lách vô, mình sẽ lách vô miếng là qua được các bạn. Chứ mình thấy xe tải nó ngược chiều, nó đổ xuống thì mình sợ, mình tấp vô lề thì mình lại qua quẹt với xe máy, là lỗi của mình. Đó, mình cứ chạy đúng lên sát lên hoài vậy đó. Khi nào mà xe nào mà nó lấn lên đó, thì tự động nó gần tới mình, nó sẽ lấy về cái đúng cái làn đường của nó thôi. Rồi mình lấy về chút xíu nữa là vừa hai xe nó sẽ qua các bạn. Rồi cứ thả lỏng chạy thôi, không có cần thiết phải mà căng thẳng quá. Phải chú ý là những cái xe máy nó qua đường nữa nha các bạn. Nó qua đường thì mình phải nhường đó. Thì thật ra không phải là xe nhỏ nó nhường xe lớn đâu, mà xe ô tô là phải nhường cho xe máy. Chứ mình cạnh tranh với nó thì xảy ra là qua quẹt là mình lỗi các bạn. Rồi khi mà các bạn ra đường trường á, các bạn thấy đường vắng á, các bạn đạp ga quá lố á, thì nó sẽ hố tốc độ. Đó, mình tập làm sao mà cái chân ga mình phải đều, phải chạy đúng tốc độ. Thì vô những cái cua đó các bạn phải giảm tốc độ làm sao mà cái xe mình nó ôm cua rất là im. Đó, thì đừng có hố tốc độ mà không còn chủ tốc độ các bạn. Thì các bạn chạy một hai tour, các bạn đi xa thì tay nghề các bạn sẽ cứng. Chẳng hạn như là các bạn ở Sài Gòn thì các bạn sẽ đi một chuyến về miền Tây Châu Đốc, hoặc là đi Phan Thiết, Nha Trang gì đó, thì tự khắc là các bạn sẽ có cái tay nghề các bạn sẽ nâng lên rất là lẹ. Còn nếu mà mình đi thành phố thường xuyên á, thì các bạn thấy thành phố nó rất là dễ chạy, tuy rằng mật độ xe nó rất là đông. Thì trên đây là một hai lời mình chia sẻ nha, cái bạn mà mới thi bằng lái mà các bạn cũng có xem đoạn video clip của mình đó, thì các bạn đó tham khảo, chứ mình cũng không có chuyên về làm clip để mà hướng dẫn lái xe. Đây là những cái kinh nghiệm của mình thôi. Thì mình cũng đi Tây Bắc, đi đèo núi rồi rất là nhiều các bạn, thì tự mình đi một hai lần mình sẽ quen thôi. Chứ còn nếu mà giải thích mà hướng dẫn đó, thì mình rất là khó. Tự mình chạy thì tự mình cảm nhận được đó, cảm giác chạy, cảm giác lái của mình nó sẽ từ từ nó sẽ tốt thôi. Quan trọng nhất là các bạn mới lấy bằng thì nên tới giao lộ ngã tư ngã ba đó thì các bạn chạy chậm lại để mà quan sát cái biển báo, biển hướng dẫn chỉ đường các bạn. Để nhiều khi các bạn chạy hố chạy hút luôn, là nhiều khi các bạn quay đầu xe là nó rất là cực. Còn các bạn đi thành phố á, thì các bạn phải tìm hiểu trước cái nơi để mình đậu xe đó. Bởi vì đi thành phố là kiếm một cái chỗ đậu xe cũng rất là khó các bạn. Mình không biết, mình không có dự tính trước là mình tới đó thì mình quần mình kiếm cái chỗ đậu xe rất là cực. Thì thí dụ mình đi Bình Thạnh hay là Quận Nhất hay là Chợ Lớn gì đó, mình tham khảo trước là cái đoạn đó là có cái chỗ gửi xe hay không. Mình đi thường thì nó dễ, lâu lâu mình đi thì mình quan sát trước các bạn, tìm hiểu trước, thì tới đó mình sẽ tìm được cái chỗ đậu xe nó được tốt. Khi qua giao lộ vậy các bạn, từ từ mình lấy giữa trung tâm giao lộ mình bẻ lái thôi.
Thì đến tới đây cũng xin tạm dừng các bạn. Mình hẹn các bạn mình rảnh rỗi có đi những cái chuyến đi xa đó, đi đường trường các bạn, chẳng hạn như là đi Phan Thiết rồi hay là đi về miền Tây gì đó, mình sẽ có một cái clip để chia sẻ các bạn về cái cách chạy đường trường của mình. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn trong những video tiếp theo.